ca giao tục ngữ về kinh nghiệm sống trong đạo lý nhân sinh ai ơi muốn hưởng lộc trời trước thờ cha mẹ sau thờ vợ con làm anh ăn trước bước đầu dạy dỗ em út ngõ hầu thay cha muốn may thì phải có kim muốn hay thì ắt phải tìm người xưa đừng tham của trẻ của ôi những của đầy nồi là của chẳng ngon khó mà biết lẽ biết lời biết ăn biết ở hơn người giàu sang vườn rộng chớ chồng che ngà nhà rộng chớ chứa người ta ở cùng thương người người lại thương ta ghét người người lại hóa ra ghét mình tài ra ngoài mới lớn lính ra trận mới nên công ở có nhân mười phần chẳng khốn ở có đức mặc sức mà ăn cái nết đánh chết cái đẹp ai thương ai ghét mặc tình phận mình cứ giữ tâm mình thật ngay nhất nghệ tinh nhất thân vinh ai ơi phải quý nghề mình mới nên hoặc buôn bán hoặc thợ thuyền nghề gì cũng sẽ làm nên sang giàu đố ai bưng kín miệng bình đố ai đan thúng cho mình úp voi đã mà lấy thúng úp voi úp sao cho khỏi lòi đuôi lòi đầu ai ơi cứ ở cho lành tu nhân tích đức để dành về sau của phi nghĩa có giàu đâu ở ngay thật giàu sang mới bền lấy hận thù diệt hận thù hận thù không mất nghìn thu vẫn còn ở đời tham của thì thua của ăn thì hết mà cái phỗng thờ vua hãy còn khi giàu thì chẳng đỡ ai đến khi hoạn nạn chẳng ai đỡ mình đời người có một gang tay ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang Đời người sống mấy gang tay Hơi đâu cầm cụi càng ngày lẫn đêm Hoa thơm nhờ hương nhờ nhụy Người có giá trị nhờ đạo đức tác phong Của đời cha mẹ để cho Làm không ăn có của kho cũng rồi Muốn no thì phải chăm làm một hạt thóc vàng chín hạt mồ hôi tốt gỗ hơn tốt nước sơn đâm lao thì phải theo lao cảm ơn bạn đã theo dõi video đăng ký kênh ủng hộ mình nhé